Vâng, thưa các bạn, tiếp theo mình đưa các bạn tham quan tiếp khu vực những cây bonsai đại ở trong khu nhà vườn anh Hải. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cả tác phẩm đầu tiên. Đó là một cây xanh có bộ bệ rất đẹp. Vâng, anh Hải làm rất là kỹ. Gốc khá già. Mình đang đứng ở mặt sau của tác phẩm ạ. Vâng, cây này cỡ khoảng tầm 50 bông. Chúng ta sẽ đến với cả tác phẩm số 2. Vâng, là một cây thông đen, chiều cao cỡ khoảng độ tầm 1m3. Gốc khá lớn. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cả một cặp phi lao. Vâng, đầu tiên mình đến với cây phi lao bên tay trái màn hình của chúng ta. Vâng, chiều cao của cây phi lao này cỡ 1m6 ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cả tác phẩm phi lao số 2. Mình thấy tay họ làm rất là điệu. Và đây là tổng thể của tác phẩm ạ. Tiếp theo chúng ta đến với cả tác phẩm phi lao số 3. Vâng, tay tán làm rất đẹp. Vâng, rất nhiều những dòng cây đại có mặt ở trong khu vườn này. Một cái gốc khá lớn. Vâng, thưa các bạn, một cây đa có một bộ đế rễ khá già. Một khu vườn rất nhiều những cây đẹp. Vâng, tiếp theo một cây xanh tầm trung. Cây này cao cỡ 80 cm ạ.
chúng ta đi vào cái phần bệ rễ một chút. Vâng, anh cắt bỏ. Cắt bỏ không cho ăn nữa. Tiếp theo chúng ta đến với cả một cây mai chiếu thủy lá lớn. Chiều cao của tác phẩm này cỡ 80 cm. Gốc thì cực già và to. Vâng, một cây nguyệt quế, một cây nguyệt quế. Chiều ngang của cây này khoảng chừng là 2,5 m ạ. Chiều cao của cây cỡ 1,4 m. Thân gốc rất to. Vâng, xong thân bay lên. Và đây là tổng thể của tác phẩm. Bây giờ chúng ta đến với cả một số tác phẩm tùng La Hán và tùng cối ở trong khu vực này. Ở phía xa xa các bạn có thể hình dung được các cây tùng cối thân cũng rất là lớn. Vâng, cái tùng La Hán tầm trung cao 60 cm ạ. Mình đang đứng sau của tác phẩm. Bây giờ chúng ta đến với cả một số cây tùng cối ở trong khu vườn. Cây rất già, vô cùng già luôn. Vâng, ở khu vực này rất nhiều. Cỡ khoảng độ mình nghĩ phải đến 25 cây ạ. Vâng, cây nào cũng lớn. Và bây giờ chúng ta đến với cả một cặp hoa giấy ấn tượng nhất trong khu vườn. Cây hoa giấy này gồm có rất nhiều những cành bay lên. Vâng, ở phía trên thì tác giả liên tục cho những cành rủ xuống. Như thế này. Vâng, mình đứng ở vị trí này mình cảm giác là đẹp nhất. Ta tiến vào cái phần gốc một chút. Gốc cây rất lớn, vô cùng lớn. Vâng, một tác phẩm tuyệt vời. Bây giờ chúng ta đến với cả tác phẩm hoa giấy số 2. Vâng, một gốc cây cực kỳ là khủng. Thật sự là một cây ấn tượng nhất trong khu vườn này. Mình muốn đưa các bạn đi xem các tầng tây tán của cái cây hoa giấy này một chút đã. Rất là râm.
cắt giật liên tục. Vâng, bây giờ các bạn có thể hình dung được cái độ khủng của cái tác phẩm này. Một găng tay của mình đây, rất lớn. Một tác phẩm vô cùng lớn. Vâng, thưa các bạn, đứng ở vị trí này thì các bạn có thể hình dung được toàn bộ tán trên của tác phẩm. Tuyệt đẹp. Cái tác phẩm này khi mà tất cả đều bung hoa thì thật sự là rực rỡ. Một cây hoa giấy vô cùng đẳng cấp. Wow, một tác phẩm tuyệt vời. Vâng, cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi video của mình. Hẹn các bạn trong video clip tiếp theo. Mình rất mong muốn những bạn chưa đăng ký thì các bạn hãy ấn đăng ký giúp mình. Và các bạn nhớ là ấn nút chuông. Tại vì khi mình up video lên, các bạn ấn nút chuông thì các bạn sẽ là những người đầu tiên nhận được những video mới nhất của mình. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.